lại cái phần đại cương không các anh chị, Dạ và có. dược động và dược lực. Dạ có. Là dạy về dược động học và dược lực học rồi, cơ Dạ. chế dùng của thuốc rồi, Cô ơi, còn là từng ký cô ôm đưa cái thôi đúng file và ôm rồi cô đưa đặt cái chỉ câu ôm hỏi mãi để thôi mình chứ mình không trả có dạy lời thôi người. cô, chứ chưa có dạy sâu về cái phần đó. À rồi. Đúng ra thì các anh chị sẽ được học về dược động và dược lực trước, cũng như là bởi vì các anh chị biết là khi mà mình uống thuốc thì mình muốn thuốc tác dụng lên cơ thể đúng không, đỡ cho mình hết bệnh, thì thuốc tác dụng lên cơ thể thì người ta sẽ gọi là dược lực học, nhưng mà cơ thể vẫn có thể tác động đến thuốc thì người ta gọi là dược động học. Và dược động học thì nó sẽ gồm có bốn quá trình là hấp thu, phân phối, chuyển hóa và tại trừ. Thì bốn quá trình này diễn ra đồng thời chứ không phải là diễn ra theo thứ tự, tức là không phải là được hấp thu hoàn toàn xong hết rồi mới được phân phối xong hết đến các cơ quan rồi mới bị chuyển hóa rồi mới bị thải trừ, mà trong cái quá trình hấp thu ha, một lượng thuốc được hấp thu thì đã được phân phối, đã được chuyển hóa, đã được thải trừ, và thuốc vẫn đang được hấp thu liên tục, và trong cái quá trình hấp thu thì vẫn được thải trừ, cho nên là mình sẽ có một cái khoảng thời gian mà tốc độ hấp thu và tốc độ thải trừ bằng nhau, tức là cái nồng độ thuốc trong cơ thể đạt trạng thái恒định hay người ta gọi là CSS. Đấy. Thì cái đó là về dược động nói sơ qua hết. Bởi vì đối với kháng sinh thì các anh chị có một cái cách phân loại rất là phổ biến mà hiện nay người ta hay dùng, đó là người ta phân loại dựa vào BKVD của kháng sinh. Đấy. Thì xíu nữa cái đó em sẽ nhắc lại. Rồi. Nói sơ về những cái bài mà các anh chị sẽ học đối với cái giờ ở hướng dẫn của em, thì các anh chị sẽ học về cái chương là thuốc sử dụng trong hóa trị liệu, bao gồm là kháng sinh, kháng virus, kháng nấm, lỵ, amip, giun sáng, và một cái bài nữa nó thuộc cái chương của nội tiết, đó là thuốc điều trị đái tháo đường. Thì tất cả bao nhiêu bài đó mình sẽ có là 15 tiết. Thì thời khóa biểu của các anh chị là mình sẽ có 4 buổi ha, 3 buổi đầu là 4 tiết với lại một buổi sau là 3 tiết. Một cột điểm quá trình ha các anh chị. Điểm quá trình thì chắc là các anh chị có thể kiểm bằng phone cũng được, tùy theo tình hình thực tế. Nếu như mà mình để vào học trực tiếp rồi á, thì mình có thể là kiểm trên giảng đường, còn nếu không thì mình có thể kiểm bằng phone. Kiểm quá trình thì chắc là khoảng 20 câu trắc nghiệm. 20 câu thì thời gian làm bài chắc khoảng tối đa là 15 phút. Rồi các anh chị có thắc mắc gì về số bài mà mình sẽ học hoặc là cách học cũng như cách kiểm tra không? Dạ thì cô cũng nói sơ về hình thức thì Rồi ok, vậy thì mình bắt đầu ha. rồi cô, như cái thời gian cho 20 phút đi cô, thì đừng mạng đừng gì rồi kia, nó cũng hơi đấy, 15 thì nó hết quá rồi. Anh là giáo viên khác nhau nha. Các anh chị yên tâm hết thì sẽ gửi link trước cho các anh chị bài trừ hao qua vài phút gì đó để cho các anh chị đăng nhập, và tính giờ làm bài thì là 15 phút thôi, nhưng mà sẽ trừ hao thời gian để các anh chị đăng nhập và gửi bài. Dạ, dạ cô ơi. Dạ. Dạ cô có gì cô cho em hỏi sẵn hỏi vụ thực hành đó cô. Về Rồi. ba nhóm, chia ba nhóm mà nhóm 1 là 59 người mà mấy nhóm sau là có 25 người với 34 người, có gì cô chia sớt con đó được không? Nhóm 1 á. Cái này chắc là anh phải liên hệ với phòng đào tạo để chia nhóm lại ha.
Tại vì danh sách nhóm nằm trên phòng đào tạo và danh sách điểm là cũng nằm trên phòng đào tạo luôn. Bởi vì danh sách ban đầu khi mà khoa ở bộ môn y tế tổng cộng gửi qua là chỉ có 67 thôi, nhưng mà số lượng thực tế của lớp gia 19 y học dự phòng là có 54 thôi, tức là mình chia ba nhóm thì một nhóm tối đa khoảng 20 người. Ý nhưng mà mình ghép vô nhiều quá cho nên là ra tới 50 mấy lần, thì cái này các anh chị liên hệ với phòng đào tạo đổi nhóm lại. Dạ em cảm ơn Cường. Dạ rồi. Nhưng mà trên hình như em nhớ là có một cái quy định nào đó đối với nhóm thực hành mà thực hành tại lab đó, là không quá 30 học viên trên một nhóm. Đấy. Sao đào tạo có thể xét cho các anh chị được 50 mấy 60 người trên một nhóm vậy ta? Cái phòng vật lý nó rất là nhỏ. Cái này các anh chị Cái liên này hệ. cũng không biết nữa cô ơi, tại vì lúc trước á, cũng có cái môn ký sinh trùng á, thì nhóm em cũng ít, là tự nhiên dọn vô cái hết hết chỗ học luôn cô. Tại vì cái phần thực hành nó rất là nhỏ các anh chị, cho nên là nó không có chỗ ngồi ấy. Dạ bữa hổm cũng có tình trạng không có chỗ ngồi rồi đó, bữa nay em mới sợ rồi em mới nói. Dạ, cho nên là thôi các anh chị em có liên hệ lại phòng đào tạo giùm em. Rồi anh chị, các anh chị có thắc mắc gì nữa không? Dạ hình thức kiểm tra thì sao? Kiểm tra là trắc nghiệm. Đối với thi kết thúc thì mình cũng là trắc nghiệm. Mỗi câu 4 đáp án được chọn câu đúng nhất, nhưng mà đối với kiểm tra quá trình thì mình có thể có nhiều đáp án hơn. Và mỗi giảng viên dạy thì sẽ có một cuộc kiểm tra quá trình. Phần thực hành của các anh chị thì là 40 tiết thực hành, mình sẽ có 8 buổi. Thì mình sẽ không có thi cái phần thực hành, nhưng mà ở mỗi buổi thực hành đó các anh chị sẽ là có một cái cột điểm và đánh giá đạt hay không đạt riêng ở mỗi buổi. Đầu buổi thì các anh chị sẽ có kiểm tra đầu giờ, tính điểm trong quá trình các anh chị làm và có một cái bài báo cáo cuối giờ. Thì đối với phần thực hành mình sẽ có 8 cái cột điểm riêng và cộng lại chi trung bình ra một cột điểm quá trình của phần thực hành. Nhưng mà dạy thì nó dễ hơn rất là nhiều so với các anh chị phải thi thực hành đó nha. Vậy là mình lấy 8 cột đó thôi chứ không có thi thêm một lần nữa hả cô? Đúng rồi, mình không có thi. Cho nên là các anh chị sẽ không có bị rớt. Chỉ là điểm nó có cao hay không thôi. Mà thường thì điểm rất là cao và cái điểm trung bình của cái cột thực hành thì lúc nào các anh chị cũng trên 8 hết, nó sẽ kéo cho các cái cột điểm quá trình còn lại. Thì chỉ cần các anh chị nghĩ tới là môn này 5 chỉ, 1.150.000 một chỉ là mình sẽ có động lực để học thôi. Đúng không? Bên y là 1.150.000 một chỉ. Dạ đúng rồi cô ơi. Chỉ cần nghĩ tới đó là mình sẽ có động lực. Cho trả Cô giá. cho em hỏi cô có chịu trách nhiệm với phần thực hành của tụi em không hay là người khác đó cô? Phần thực hành thì có 1, 2, 3, hình như 3 đến 4 người dạy thì phải. Em chỉ dạy các anh chị có 10 tiết không, tức là 2 buổi cái phần mà xác định đặc tính cấp. Dạ em cảm ơn. Nhưng mà người tổng hợp điểm và người ra đời thì sẽ là em. Cô thương tụi em cô ơi. Rồi chưa, các anh chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Bài học đi con. Rồi bắt đầu. Bởi vì thật ra cái bài của kháng sinh á, trong cái chương hóa trị liệu thì mình phải học kháng sinh là quan trọng nhất, và kháng sinh cũng là cái phần dài nhất. Nói là nói một cái bài kháng sinh vậy thôi, chứ thật ra trong cái kháng sinh nó còn rất là nhiều cái nhóm thuốc. Nếu như mà mình phân theo cấu trúc đó là mình cũng có 9 nhóm kháng sinh, nhưng mà cái nhóm thứ 9 đó là các cái nhóm kháng sinh khác, mà trong các cái nhóm khác thì mình lại có khoảng 3 đến 4 nhóm nữa.
Rồi trong mỗi cái nhóm kháng sinh như vậy thì các anh chị lại có các cái phân nhóm hoặc là có các cái thế hệ. Trong mỗi một cái phân nhóm hoặc là mỗi cái thế hệ thì các anh chị lại có rất là nhiều cái kháng sinh khác nhau. Cho nên cái việc quan trọng đầu tiên là các anh chị phải nhớ được cái tên kháng sinh và các anh chị phải phân loại được kháng sinh đó nó nằm trong cái nhóm nào. Đây, mục tiêu học tập á, thật ra là cái mục tiêu này nó liệt kê ra hết luôn. Nếu như mà các anh chị mà học được theo cái mục tiêu này là các anh chị đã học hết được trong cuốn giáo trình của mình và học hết được trong slide luôn. Cho nên là ở mỗi phần á, thì em sẽ giới hạn lại cho các anh chị là mình sẽ nên học ở những cái chỗ nào để mà mình thi. Còn đối với slide hoặc là cuốn giáo trình là cuốn dược lực học của cô Trần Thị Thu Hằng á, thì cái đó sẽ làm cái nguồn tài liệu để các anh chị tham khảo. Cũng như là mình có thêm một cái nguồn tài liệu tham khảo nữa là cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế ban hành vào năm 2015. Thì mình thấy là năm 2015 đến thời điểm hiện tại thì nó cũng hơi quá là cũ rồi, nhưng mà nó không có cái bản nào nó được cập nhật mới hơn nữa. Chỉ có một cái bản là quản lý sử dụng kháng sinh, nhưng mà cái đó là về quản lý nhiều hơn là về cách sử dụng. Vậy thì các anh chị có thể cập nhật bằng một số cái phác đồ của các cái bệnh viện lớn, hoặc là ở các cái bệnh viện lớn thì người ta cũng có viết các cái cuốn sách về hướng dẫn sử dụng kháng sinh đó, thì mình cũng có thể tham khảo. Được không? Thì mình tham khảo thì rất rất là nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau, nhưng mà học để thi thì em sẽ giới hạn lại. Giới thiệu về lịch sử của kháng sinh thì trước khi mà mình học về kháng sinh thì các anh chị nói thử xem kháng sinh là gì. Ôi lớp mình đông quá. 119 trừ em ra 1, sơn 1 là còn 117. Có anh chị nào muốn phát biểu không các anh chị? Dạ em xin trả lời được không cô? Đúng. Rồi, các anh chị phát biểu thì mình sẽ có điểm cộng. Dạ, thưa cô, kháng sinh là một loại chất kháng khuẩn hoạt động chống lại vi khuẩn và là một loại chất kháng khuẩn quan trọng dùng để trong đối phó với nhiễm khuẩn. Dạ em xin hết rồi cô. Vậy thì cho em hỏi là cái định nghĩa này anh đọc ở theo cái nguồn tài liệu nào ha? Em suy nghĩ, tự nghĩ ra cô. Ghê thiệt. Tự nghĩ ra luôn. Tại tụi em học liên thông rồi, cô học dược hồi xưa trung cấp rồi cô. Rồi, đó cũng là một ý kiến. Để em kiếm cái gì đó nó lại. Dương Minh Trung. Dạ cô ơi, cho em bổ sung ý của bạn không cô? Rồi, chị. Chứ cô, tại nếu mà tụi em mà phát biểu lên vậy đó thì ai cũng cầm lo nên nói chừng rồi sao không có công bằng cô vậy. Theo thứ tự các anh chị sẽ có cái số thứ tự kế bên đó, mình sẽ gọi người vô đầu tiên. Tiếp sau của chị sẽ là Thanh Trúc. Kháng sinh nó là những cái chất kháng khuẩn là được tạo bởi các chủng vi sinh vật có tác dụng là ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác. Nếu mà chỉ là ức chế không thì đủ chưa hả chị? Ức chế sự phát triển của vi khuẩn không thì đủ chưa? Từ đó thì nó có thể là mức đáp ứng viêm gây ra bởi vi khuẩn luôn. Vẫn thiếu một ý. Dạ em biết được nhiều không?
Rồi, người cho ta tiếp theo là Hồng Đào. Mời chị. Dạ thưa cô, là thuốc kháng sinh đó là cả những chất hóa học không kể nguồn gốc và tác động chuyên biệt lên một giai đoạn chuyển hóa thiết yếu của vi sinh vật. Và để có thể sử dụng để điều trị thì các thuốc kháng sinh này cần gây độc cho vi khuẩn nhưng mà không gây độc cho người. Tức là thuốc kháng sinh này nó có tính chọn lọc. Qua cái đặc điểm của kháng sinh luôn rồi. Hồng Thắm. Ủa, Ngọc Thắm. Ngọc Thắm hay Ngọc Thắm à? Dạ, theo em là kháng sinh là những chất kháng khuẩn được tạo ra bởi các vi sinh vật như là vi khuẩn, nấm, có tác dụng nó ức chế lên cái sự phát triển của các vi sinh vật đó. Dạ hết rồi. Rồi, vậy thì kháng sinh thì các anh chị thấy là người ta sẽ viết bởi cái chữ là antibiotic đúng không? Anti là kháng, biotic là gì các anh chị? Là sống, là sinh, đúng không? Biotic có nghĩa là sống, cho nên các anh chị thấy là antibiotic có nghĩa là kháng kháng lại cái sự sống hoặc là kháng sinh. Ngoài ra thì các anh chị còn thấy dùng một cái chữ nữa là antimicrobial, tức là anti là kháng rồi bacterial là gì các anh chị? Là vi khuẩn. Cho nên antibacterial là kháng khuẩn. Vậy thì các anh chị phải phân biệt xem là kháng sinh và kháng khuẩn giống hay khác nhau. Kháng sinh có phải là chất kháng khuẩn không các anh chị? Hoặc là chất kháng khuẩn có phải là kháng sinh không? Rồi các anh chị lưu ý ha, mình phát biểu là, nhưng mà phát biểu thì phải đúng với cộng điểm ha, chứ không phải là cứ phát biểu là sẽ có điểm cộng. Rồi cũng theo thứ tự đưa tay này luôn đúng không các anh chị, hay là mình đưa tay lại? Rồi nếu mà theo thứ tự này thì cứ kêu theo người tiếp theo ha. Thoại Anh. Rồi. Hả? Anh lặp lại cái câu cuối. Rồi khác nhau chỗ nào? Rồi khác nhau chỗ nào? Vậy thì hỏi anh ha, giả sử như là bây giờ các anh chị có penicillin với lại là iốt chẳng hạn, thì cái nào là kháng sinh, cái nào là kháng khuẩn? Đó, thấy khác nhau rồi đó. Chết rồi, bị ngược rồi. Kháng sinh là chất kháng khuẩn hết, là chất kháng khuẩn, nhưng mà kháng khuẩn không phải, chưa phải, chưa hẳn là kháng sinh. Về tác dụng thì nó cũng gần gần giống với nhau thôi, là có cái tác dụng là kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn hoặc là tiêu diệt vi khuẩn. Đấy, anh xem lại định nghĩa nha, nãy nói bị ngược đó.
Rồi. Rồi, trả lời cho ý này luôn. Đó là kháng sinh đó thì anh có những cái loại kháng sinh khác nhau và nó sẽ có tác dụng là kiềm khuẩn hoặc là diệt khuẩn luôn. Chứ không phải kháng sinh chỉ là diệt khuẩn. Rồi. Cái này giới thiệu sơ sơ với các anh chị thôi thì mình sẽ có hai cái khái niệm đó là antibiotic và antibacterial, kháng sinh hoặc là kháng khuẩn. Rồi về lịch sử của kháng sinh thì các anh chị biết là cái kháng sinh đầu tiên mà người ta tìm ra đó là penicillin, đúng chưa? Được chiết xuất từ cái nấm là Penicillium rotatum. Nhưng mà thật ra trước đó thì người ta đã biết đến cái việc là sử dụng kháng sinh rồi, nhưng mà bởi vì là rất là lâu trước đó thì người ta có thể là sử dụng nấm mốc để rất là đắp lên các cái vết thương đó, vết thương hở các anh chị, nhưng mà người ta không biết nó là kháng sinh, bởi vì lúc đó ngay cả vi khuẩn thì người ta cũng chưa có phát hiện được vi khuẩn nữa, cho nên không có biết nó là kháng sinh. Cho đến năm 1928 thì người tìm ra được cái kháng sinh đầu tiên đó là Alexander Fleming, được không? Thì đến năm 1928 thì Alexander Fleming tìm ra được cái kháng sinh đó là penicillin, được không? Bởi vì là được chiết xuất từ cái nấm là penicillin notatum, cho nên là đặt là penicillin. Nhưng mà lúc này thì Alexander chưa có chiết xuất ra được cái penicillin từ cái nấm này, mà chỉ dùng ở dạng thô thôi các anh chị. Mà cái hàm lượng của penicillin trong cái nấm thì nó rất là thấp. Cho nên là khoảng 10 năm sau đó nữa thì hai nhà khoa học tiếp theo đó là Fleury và Gen thì mới chiết xuất ra được cái penicillin từ cái nấm và sản xuất ở quy mô công nghiệp. Cho nên là giải thưởng Nobel về y học là được chia đều cho ba người này. Được không? Thì giai đoạn đầu á các chị, cái giai đoạn mà sau khi mà Alexander Fleming tìm ra được cái penicillin á thì nó như là một cái thời đại mà người ta mới quan tâm đến kháng sinh, bắt đầu quan tâm đến kháng sinh nhiều hơn, nhưng mà vẫn chưa có chiết được, cho nên là rất là nhiều cái công trình nghiên chiết xuất tìm cách chiết ra các cái kháng sinh ở quy mô công nghiệp, nhưng mà hầu như là không có ai chiết được hết. Và nó là một trong những cái dự án được quan tâm đứng hàng thứ hai sau cái dự án mà người ta bằng nghiên cứu sản xuất ra bom nguyên tử. Sau đó nữa thì khi mà Fleury và Chen mà chiết xuất ra được Benny rồi á thì nó là một cái thời đại hoàng kim của các cái kháng sinh luôn, thì người ta ào ạt tìm ra các cái phương pháp. Nhưng mà để mà chiết xuất hoặc tìm ra được một cái kháng sinh mới thì nó là một cái chuyện không hề dễ dàng. Đấy, có nhiều nhà khoa học để mà tìm ra được một cái kháng sinh thì phải chiết từ khoảng 10.000 loại nấm khác nhau thì mới tìm ra được một cái loại kháng sinh. Và các anh chị thấy nếu như mà để một cái kháng sinh mà lưu hành ra thị trường á thì phải trải qua bốn cái giai đoạn, hoặc là bất kỳ một cái thuốc nào muốn mà lưu hành được ra thị trường thì phải trải qua bốn cái giai đoạn thử nghiệm, đúng không? Từ cái giai đoạn là thử nghiệm trên phòng thí nghiệm, rồi thử nghiệm trên cơ thể sống, rồi làm các cái thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có đối chứng, sau đó thì mới được, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn 3. Hoặc là hôm nay là các anh chị thấy là cái vaccine của nano nanogen đó các anh chị, và nanocovax vẫn là đang thử nghiệm ở cái giai đoạn 3, mà cứ là 3A rồi tới 3B hoài luôn, chưa có ra được thị trường đó. Vậy thì trong cái thử nghiệm đó là các anh chị phải tiến hành, sau đó mình sẽ có thử nghiệm 3A, 3B, sau đó lưu hành ra thị trường, và mình phải có một cái giai đoạn đánh giá lại về cái tác dụng, hoặc là theo dõi về cái tác dụng phụ khi mà thuốc đã được lưu hành ra, hoặc là những cái tác dụng phụ mà trước đó chưa từng xuất hiện, hoặc là trong cái nghiên cứu mà mình chưa có phát hiện được đấy. Thì nó trải qua, thường nó là nếu mà muốn lưu hành ra được thì phải trải qua ít nhất là 10 năm, và cái phí mà mình tính nó có thể là triệu đô đấy. Cho nên là cái việc sử dụng kháng sinh hiện tại á, mình có khoảng là 8.000 loại kháng sinh, nhưng mà trong đó được sử dụng trong y học thì khoảng 100 loại, chưa tới 100 loại đấy. Thì các anh chị thấy mà cái tình trạng đề kháng á, thì nó tăng rất là nhiều. Tốc độ đề kháng nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ mình tìm ra được một cái kháng sinh mới. Đấy. Cho nên việc mà hiện nay á, người ta rất là quan tâm đó là sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, hiệu quả và giảm đề kháng nữa. Rồi, nhắc lại với các anh chị luôn, đó là kháng sinh là một cái nhóm thuốc đặc biệt
và mình có thể tham khảo các cái phác đồ, nhưng mà không phải là áp dụng một cách máy móc các cái phác đồ của các cái bệnh viện lớn, bởi vì ở mỗi một cái vùng nó tùy thuộc vào dịch tễ học, tùy thuộc vào mô hình bệnh tật của các cái bệnh viện khác nhau hoặc là các cái vùng khác nhau mà mình sẽ áp dụng. Tức là các anh chị ở Trà Vinh thì các anh chị sẽ áp dụng các cái phác đồ của mình bệnh viện Trà Vinh chẳng hạn thì nó sẽ đúng, chứ không phải là mình cứ áp dụng của các cái bệnh viện lớn hoặc là áp dụng các cái guideline của nước ngoài nghe cho nó sang nó xịn nhưng mà nó không có phù hợp, bởi vì còn tùy thuộc vào tình hình đề kháng kháng sinh ở vùng đó và phụ thuộc vào dịch tễ học nữa, được không? Cho nên các anh chị nói là cái kháng sinh đó ở bệnh viện tôi là bị kháng rồi, sau đó các anh chị thấy ở cái bệnh viện khác người ta vẫn đang dùng thì mình nói là sử dụng không hợp lý, nhưng mà thật ra là ở bệnh viện đó người cái kháng sinh đó chưa có bị kháng, người ta vẫn có thể dùng được. Đấy, về định nghĩa thì các anh chị sẽ có hai cái định nghĩa chính. Thật ra là mỗi một cái tài liệu hướng dẫn hoặc là mỗi một cái guideline thì sẽ có một cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà các anh chị sẽ học theo hai cái nguồn tài liệu chính của mình, đó là chương trình là cuốn dự lực học của cô Hằng và cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế. Thì theo cái định nghĩa của quyển dự lực học thì các anh chị có kháng sinh là tất cả các chất hóa học hoặc là người ta nói là không kể về nguồn gốc, tức là nó có thể có nguồn gốc từ động vật, về vi sinh vật, có thể là thực vật hoặc có thể là tổng hợp, bán tổng hợp, nói chung không kể về nguồn gốc. Đấy, được không? Ý thứ hai nữa các anh chị có là nó sẽ tác động một cách chuyên biệt trên một giai đoạn chính yếu trong sự biến dưỡng của các cái vi khuẩn. Vậy thì chỗ này các anh chị lưu ý là mỗi một kháng sinh như vậy sẽ tác động trên một giai đoạn thôi và tác động một cách chuyên biệt, được không? Bởi vì các anh chị thấy là trong một cái chu trình sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn thì trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, nhưng mỗi một kháng sinh chỉ tác động ở mỗi một giai đoạn nhất định, chứ không phải là tác động ở cái giai đoạn hình thành nên bắt tác động ở cái giai đoạn là tạo nên protein đó, là tác động ở nhiều giai đoạn khác nhau thì không có. Mỗi kháng sinh chỉ tác động được một cái giai đoạn thôi. Và các anh chị thấy là bởi vì mỗi một kháng sinh nó tác động chuyên biệt như vậy cho nên nó chỉ có tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định, không có cái kháng sinh nào mà có thể vừa diệt được gram âm, gram dương, hiếu khí, nội khí, kiện nội bào không điển hình, nói chung là on là không có, được không? Bởi vì mỗi một kháng sinh như vậy chỉ tác động trên một giai đoạn hoặc là tác dụng chuyên biệt trên một giai đoạn nhất định. Rồi mình sẽ có cái định nghĩa thứ hai, đó là dựa theo cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế thì kháng sinh mình biết nó là cái chất antibiotic, là những cái chất kháng khuẩn, đúng không? Nhưng mà chất kháng khuẩn dự hạn đó là kháng sinh đâu ha? Được tạo ra bởi các cái chủng vi sinh vật, bởi vì nó được chiết xuất lần đầu tiên từ cái vi sinh vật là nấm, có thể chiết xuất từ vi khuẩn, từ nấm để Actinomyces, hoặc và có cái tác dụng là ức chế sự phát triển của vi sinh vật khác. Thì ngày nay với cái thời đại phát triển này thì các anh chị có thể, người ta có thể là bán tổng hợp hoặc là tổng hợp hoàn toàn các cái kháng sinh lực, tức là không có chiết từ các cái vi sinh vật khác nữa. Thì mình có một số cái kháng sinh được tổng hợp hoàn toàn, ví dụ như là sulfonamid hoặc là quinolone. Thì quinolone có rất là nhiều thế hệ ha các anh chị, có những cái quinolone mình có thể chiết xuất từ vi khuẩn, những cái quinolone thế hệ sau là những cái quinolone tổng hợp. Rồi các anh chị mình nghe kịp không ạ? Nếu mà nhanh quá thì các anh chị cứ nhắc em chậm lại. Dạ kịp cô ơi. Rồi, một số cái khái niệm khi mà học về kháng sinh thì các anh chị lưu ý là cái phần đại cương là cái phần quan trọng nhất đó. Bởi vì các anh chị nắm vững về đại cương thì mình học các cái nhóm kháng sinh nó sẽ rất là dễ dàng. Bởi vì khi mà đại cương là sẽ hệ thống lại các cơ chế tác động của các cái kháng sinh cũng như là về tác dụng phụ của các kháng sinh. Khi mà các anh chị nắm rõ được phần đại cương rồi thì học về các nhóm sẽ rất là dễ dàng. Và thật ra cũng không có ai mà ôm hết từng cái nhóm kháng sinh để mà học về từng cái nhóm về dược động học như thế nào, về phổ kháng khuẩn như thế nào, về chỉ định như thế nào. Đấy, mà người ta sẽ hệ thống lại theo các cái nhóm.
không, các anh chị hệ thống lại thì sẽ dễ học hơn rất là nhiều. Rồi, một số cái khái niệm mà các anh chị cần phải làm rõ để mà hiểu được và học được về cái nhóm kháng sinh, đó là việc phổ kháng khuẩn. Thì giống như hồi nãy em đã trình bày rồi, tức là mỗi một kháng sinh chỉ tác động đặc hiệu trên một giai đoạn nhất định. Đấy, cho nên là một cái kháng sinh nó chỉ tác động trên một số chủng vi khuẩn nhất định thôi, thì người ta sẽ gọi là phổ kháng khuẩn của kháng sinh. Thì mình sẽ có những cái kháng sinh phổ rộng hoặc là kháng sinh phổ hẹp. Thì những cái kháng sinh phổ hẹp tức là những kháng sinh chỉ tác động trên một vài loại vi khuẩn nhất định. Đấy. Còn phổ rộng tức là tác động được trên nhiều loại vi khuẩn. Thì ở chỗ này các anh chị lưu ý, cái phổ rộng, phổ hẹp thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, và không có bất kỳ một cái tài liệu nào quy định rõ ràng là phải tác động trên được là bao nhiêu cái chủng vi khuẩn mới là cái phổ rộng, hoặc là tác động trên bao nhiêu trở xuống thì sẽ là phổ hẹp, thì người ta lại không có quy định. Vậy thì các anh chị cứ hiểu theo một cách nôm na là nếu như mà những kháng sinh mà có thể tác động được trên cả râm âm, râm dương, hiếu khí, kỵ khí ấy, thì nó là những cái kháng sinh mà phổ rộng. Còn lại chỉ tác động trên là râm âm hoặc là râm dương thôi thì có thể là những cái kháng sinh mà phổ nó hẹp hơn chút. Đấy, mình hiểu nôm na thôi chứ thật ra nó cũng không chính xác. Rồi, cái nữa, hình kế bên là gì các anh chị? Cô đặt kháng sinh đồ. Đúng rồi, là kháng sinh đồ. Để xác định xem là một cái vi khuẩn nó còn nhạy với kháng sinh hay không. Đấy. Thì khi mà mình xác định thì mình sẽ đo cái khoảng trống vô khuẩn này không các bạn? Đấy. Thì ở phía trên này mình sẽ có xác định được ba cái mức độ là còn nhạy cảm, hoặc là nhạy cảm trung gian, hoặc là đã đề kháng rồi. Ví dụ như cái chữ F phía bên này là cái vòng vô khuẩn rất là nhỏ, tức là kháng sinh này đã bị kháng rồi. Ngoài ra thì các anh chị nếu mà làm kháng sinh đồ, các anh chị còn có thể xác định được MIC nữa. Hả? Thì MIC là gì, xíu mình sẽ nói. Một số cái khái niệm tiếp theo đó là về MIC hoặc là MBC. Thì MIC là nồng độ kiềm khuẩn tối thiểu. Thì các anh chị tách chữ ra là mình cũng có thể hiểu rồi. Thứ nhất là nồng độ, thứ hai là kiềm khuẩn, thứ ba là chữ tối thiểu. Đúng không? Vậy thì ở cái nồng độ thấp nhất hoặc là cái nồng độ nhỏ nhất mà có tác dụng kiềm chế được sự phát triển của vi khuẩn thì gọi là MIC. Được không? Nhưng mà người ta chỉ đánh giá trong khoảng là 18 đến 24 giờ thôi. MBC là nồng độ diệt khuẩn tối thiểu, tức là cái nồng độ thấp nhất, nồng độ nhỏ nhất mà có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Mà ở chỗ này các anh chị lưu ý là mình chỉ tiêu diệt được 99,9% số lượng vi khuẩn thôi, chứ là không thể nào mà mình có thể đánh giá được là tiêu diệt hoàn toàn hoặc là tiêu diệt 100% vi khuẩn là hoàn toàn không có. Vậy thì có thể là tính ở cái mức là 99,9% số lượng vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt ở cái nồng độ như thế. Vậy thì nhắc lại, các anh chị có hai khái niệm vô cùng quan trọng, đó là MIC và MBC. MIC là nồng độ kiềm khuẩn tối thiểu, MBC là nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. Được không? Vậy thì nếu như mà muốn kháng sinh muốn tác động được thì phải đạt được một cái nồng độ trong máu tối thiểu bằng với MIC. Được không? Nếu như mà nồng độ kháng sinh trong máu mà thấp hơn so với MIC thì kháng sinh này sẽ không có tác dụng. Còn nếu như mà nồng độ cao hơn so với MBC thì vẫn có tác dụng, chưa hẳn là đã đến độc tính. Nếu như mà nồng độ cao hơn so với MTC, tôi xuất các anh chị là độc tính. MTC là nồng độ tối thiểu có độc tính. Nếu như mà nồng độ kháng sinh cao hơn so với MTC thì sẽ gây độc. Rồi, tiếp theo là tỷ lệ giữa MBC và MIC. Thì dựa vào cái tỷ lệ này, các anh chị có thể nhận định xem kháng sinh này có tính kiềm khuẩn hay là kháng sinh có tính diệt khuẩn. Thứ nhất, nếu như tỷ lệ của MBC trên MIC lớn hơn 4 thì thường là kháng sinh nó kiềm khuẩn và nó mang tính kiềm khuẩn, tức là kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn. Nếu MBC gần bằng với MIC thì thường là một cái kháng sinh diệt khuẩn.
Rồi chỗ này các anh chị có rõ không? Tại sao tỷ lệ MIC và MBC gần bằng 1 thì nó là một kháng sinh diệt khuẩn? MBC gấp 4 lần so với MIC thì nó mới là một kháng sinh diệt khuẩn. Có cần phải giải thích lại chỗ này không các anh chị? Rồi nếu như mà chỗ nào cần giảng lại thì các anh chị cứ nói hết, còn nếu như các anh chị không nói thì em cứ qua. Rồi chỗ này, bởi vì cái MBC là nồng độ diệt khuẩn tối thiểu, MIC là nồng độ kiềm khuẩn tối thiểu. Vậy thì nếu như một cái kháng sinh mà nồng độ diệt khuẩn gần bằng với nồng độ kiềm khuẩn, hoặc là ở cái nồng độ đó kháng sinh có tác dụng là diệt được vi khuẩn luôn thì nó là một kháng sinh diệt khuẩn rồi. Còn nếu như là kháng sinh kiềm khuẩn thì các anh chị phải tăng cái nồng độ này lên gấp nhiều lần MIC thì nó mới tiêu diệt được vi khuẩn. Tức là nó chỉ mang tính kiềm khuẩn thôi, mình phải tăng nồng độ lên gấp 4 lần, hơn 4 lần thì nó mới tiêu diệt được vi khuẩn. Thông thường thì tỷ lệ MBC và MIC thì khoảng là 2 đến 8 lần, tức là MBC sẽ gấp 2 đến 8 lần của MIC. Cái này quan trọng hả các anh chị? Bởi vì nếu như mà mình dùng kháng sinh với cái liều không thích hợp, hoặc là tùy vào từng đối tượng bệnh nhân cụ thể, mà liều dùng các anh chị có thể dùng đúng đó, nhưng mà mỗi một bệnh nhân cơ địa khác nhau thì người ta sẽ hấp thu được một lượng thuốc khác nhau, thì nồng độ của kháng sinh trong máu có thể sẽ thay đổi, mà nó nếu như mà dưới MIC thì kháng sinh sẽ không tác dụng. Tiếp theo là sự nhạy cảm. Thì vi khuẩn nhạy cảm với một cái kháng sinh khi mà vi khuẩn nó bị tiêu diệt ở cái liều và cái đường dùng thông thường. Đấy, không cần các anh chị phải tăng liều lên gấp nhiều lần. Đấy, thì vi khuẩn đó gọi là còn nhạy cảm với cái kháng sinh đó. Sự kháng thuốc thì khi mà nồng độ an toàn của kháng sinh trong huyết tương rất là nhỏ so với MIC. Chỗ này giải thích thêm nè các anh chị, là bởi vì mỗi một cái thuốc như thế thì sẽ có một cái khoảng liều, hoặc là cái nồng độ thuốc trong máu sẽ có một cái khoảng mình gọi là cửa sổ trị liệu. Thì cửa sổ trị liệu là một cái khoảng nằm từ cái MEC tới MTC, mà MEC là nồng độ tối thiểu có tác dụng và MTC là nồng độ tối thiểu của độc tính. Vậy thì khi mà mình dùng thuốc, mình muốn thuốc của mình có nằm trong cái khoảng từ MEC đến MTC, gọi là cửa sở trị liệu hoặc là khoảng trị liệu, được không? Rồi có cần phải nhắc lại không? Nhắc lại không các anh chị? Lại quận nữa đi cô. Lại quận nữa. Mừng lại. Nhắc lại là bởi vì khi mà mình dùng một cái thuốc á, các anh chị sẽ có một cái khái niệm gọi là khoảng trị liệu hoặc là cửa sổ trị liệu, được không? Tức là nồng độ thuốc nó phải nằm trong cái khoảng từ MEC tới MTC. MEC là nồng độ tối thiểu có tác dụng, MTC là nồng độ tối thiểu có độc tính, được không? Thì thuốc, nồng độ thuốc phải nằm trong cái khoảng MEC tới MTC, đúng chưa? Nếu như mà dưới MEC thì sẽ không có tác dụng, nếu mà trên MTC thì sẽ gây độc tính. Rồi các anh chị hiểu tới đó. Tiếp theo mình sẽ quay lại về cái sự kháng thuốc. Đó là nồng độ an toàn của kháng sinh trong huyết tương rất là nhỏ hơn so với MIC thì vi khuẩn đã đề kháng lại với kháng sinh đó. Vậy thì hồi nãy mình có là nếu như mà nồng độ an toàn là nó phải nằm ở trên cái mức thấp nhất có tác dụng mà dưới cái mức thấp nhất có độc tính là nồng độ an toàn, đúng chưa? Và MIC là nồng độ tối thiểu có tác dụng kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn, tức là nồng độ tối thiểu có tác dụng, nồng độ kháng sinh, nồng độ tối thiểu mà cái kháng sinh đó có tác dụng. Vậy thì trong trường hợp nếu như mà con vi khuẩn nó đã kháng rồi, vậy thì cái nồng độ bình thường các anh chị sử dụng đó, nồng độ an toàn trong huyết tương
là nó sẽ không có tác dụng, bởi vì nó thấp hơn so với NEC. Mình phải tăng lên rất rất là nhiều lần thì mới có tác dụng, hoặc thậm chí là cũng không có tác dụng luôn. Đấy, cho nên là vi khuẩn đã đề kháng lại với kháng sinh đó rồi. Kỳ vấn các anh chị, bởi vì cái này nó cũng hơi khó đối với các cái chương đó, thì kháng sinh cũng là một cái chương hơi khó, nhưng mà các anh chị học xong rồi thì thấy nó cũng dễ thôi, không có gì khó hết, với lại là các anh chị chịu khó đọc thêm trong sách một xíu. À, với lại hầu hết các anh chị đều có học, đều đã học dược lý rồi một lần. Tiếp theo là mình sẽ có một cái tỷ số, đó là tỷ số diệt khuẩn. Thì tỷ số diệt khuẩn được tính bằng nồng độ thuốc chung ký tương chia cho nồng độ ức chế tối thiểu, tức là MEC hồi nãy. Thì thường đó là tỷ số diệt khuẩn lớn hơn bằng 2 được xem là cái giá trị mong đợi, và người ta có thể dự đoán được là ở cái nồng độ này có thể loại trừ hết vi khuẩn trong trị liệu lâm sàng. Vậy thì các anh chị chỉ cần nhớ thôi là tỷ số diệt khuẩn mà người ta mong đợi lớn hơn mặt bằng 2 là ok. Khái niệm tiếp theo là về độc tính chọn lọc. Chỗ này các anh chị lưu ý ha, là độc tính chọn lọc chứ không phải là độc tính của kháng sinh. Độc tính của kháng sinh thì nó là những cái triệu chứng, hoặc là những cái mình gọi là tác dụng phụ, hoặc là cái ADR gì đó xuất hiện khi mà mình sử dụng kháng sinh, thì nó mang cái tính là có hại, hoặc là nó mang cái tính là bất lợi, đúng không? Thì nó là độc tính của kháng sinh. Nhưng mà độc tính chọn lọc là cái độc tính mà nó chọn lọc trên tế bào của vi khuẩn, vậy thì nó làm tổn hại đến cái quá trình tổng hợp hoặc là chuyển hóa của vi sinh vật gây bệnh, mà nó không có ảnh hưởng đến tế bào của động vật, hoặc là ở một cái mức nào đó mà mình có thể dung nhận được. Vậy thì chỗ này các anh chị lưu ý nè, là nó mang cái tính chọn lọc, tức là nó làm tổn hại đến tế bào của vi sinh vật mà không làm tổn hại đến tế bào người. Mình hiểu động vật ở đây là người đi ha, cho dễ, là một. Hoặc là thứ hai nữa, tức là có thể làm tổn hại đến tế bào người nhưng mà ở cái mức mình vẫn có thể chấp nhận được, thì gọi là độc tính chọn lọc. Thì chỗ này hết các anh chị, mình có thể giải thích được một chút, bởi vì có nhiều cái kháng sinh nó mang cái độc tính chọn lọc, tức là nó có thể tác động trên tế bào của vi khuẩn nhưng mà lại không tác động trên tế bào của người. Ví dụ như các anh chị có là chlorampheniconazole chẳng hạn, thì lại gắn vào ribosome của vi khuẩn nhưng mà không có gắn vào ribosome của các cái động vật có vú, thì người ta gọi là độc tính chọn lọc. Hoặc là những cái nhóm mà kháng sinh theo tác động theo cơ chế là ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn mất, kêu không các anh chị, thì theo các anh chị thì kháng sinh tác động bằng cách ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn thì có ảnh hưởng đến thành tế bào của người không? Dạ có em là không ạ. Tại sao vậy anh? Tại vì nó có cái sinh nó là chứ nó, nếu mà tác dụng lên tế bào của cơ thể người thì nó sẽ chế tế bào của cơ thể người luôn. Các anh chị còn lại có nghe rõ không ạ? Sao em không nghe được ta? Nghe nó cứ giật giật đó cô. À, không nghe được. Dịch, em nói lại con. Rồi, em nói lại. Tôi thì nó kháng sinh thì nó sẽ tác dụng, nó có chọn lọc trên thành của vách tế bào của vi khuẩn để nó tiêu diệt vi khuẩn. À, tức là anh giải thích là nó không có ảnh hưởng đến thành tế bào của người bởi vì là nó tác động chọn lọc, đúng không?
Dạ dạ À, có anh chị nào có ý kiến khác không? Em cô Hữu Phước rồi. Dạ thưa cô, nó có chọn lọc vì trên vách tế bào của cơ thể người nó khác với vách tế bào của vi khuẩn. Vì vách tế bào của vi khuẩn là nó có cái lớp mà peptidoglycan cô. À, còn tế bào của người thì không có cái lớp peptidoglycan. Chị nói là gì anh? Nó không phải là peptidoglycan, nó là gì? Nó là polypeptide không? Là phospholipid kép hả anh? Nó là một đúng rồi, mang tế bào của người là một cái lớp phospholipid kép với cái đầu ưa nước và cái đuôi thân nước. Được chưa? Ở nhiên thì anh trả lời đúng rồi ha. Đây là bởi vì ở tế bào người đâu có thành đó anh chị hả? Bếp không có bếp tươi cân, chỉ có ở vi khuẩn mới có thôi. Đấy, thành tế bào của vi khuẩn là một hoặc là nhiều cái lớp peptidoglycan, nhưng mà ở tế bào của người là lớp phospholipid kép. Đấy, cho nên là những kháng sinh mà tác động theo cơ chế ức chế tổng hợp thành sẽ không có tác dụng đối với, là không gây tác dụng phụ hoặc không gây độc tính đối với tế bào của người. Rồi, vậy thì nhắc lại chỗ này. Tỷ số diệt khuẩn các anh chị nhớ là lớn hơn bằng 2 là giá trị mong đợi. Thứ hai nữa, độc tính chọn lọc là mang theo cái hướng tích cực, ý nghĩa tích cực. Còn độc tính là theo cái hướng là bất lợi hả? Tiêu cực. Phân loại kháng sinh thì các anh chị có rất là nhiều cách phân loại. Đây, nếu như mà mình phân loại theo cấu trúc hóa học, theo cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế thì mình sẽ có 9 nhóm. Đó là nhóm beta-lactam. Trong nhóm beta-lactam thì có các cái phân nhóm là penicillin hay gọi là benem, các cephalosporin hay gọi là cefep, các cái cạc benem tức là nhóm benem, hoặc là nhóm monolactam, và một cái nhóm nữa đó là những cái chất ức chế beta-lactamase. Về mặt hoạt tính hoặc là tác dụng đó, thì hoạt tính kháng khuẩn rất là yếu, coi như là không có luôn. Nhưng mà nó khi mà phối hợp với các cái thuốc phía trên đó thì có thể mở rộng được cái phổ kháng khuẩn hoặc là hạn chế đề kháng. Sơ sơ như vậy thôi. Nhóm thứ hai là nhóm aminoxid. Thứ ba là macrolide. Thứ tư là lincosamide. Nhóm thứ năm là phenicol. Nhóm thứ sáu là tetra. Trong cái tetra thì các anh chị có hai cách để phân loại về thế hệ. Thế hệ 1, nếu như mà mình phân thành hai thế hệ. Thế hệ 1 là các tetra ban đầu thôi các anh chị. Thế hệ thứ hai thì các anh chị có là minoxidil, minoxidil, doxycycline. Ngoài ra thì còn có một cách nữa, người ta phân ra nhiều thế hệ hơn, tuy nhiên thì thấy là vẫn xài hai thế hệ là nhiều, nên là thôi các anh chị học theo hai thế hệ thôi. Nhóm peptide thì trong peptide thì các anh chị có ba cái phân nhóm nữa, đó là glycopeptide, polypeptide, lipopeptide. Lưu ý ha, các anh chị rất là dễ bị nhầm á. Glycopeptide, polypeptide, lipo, glyco, poly, lipo. Trong kinolon thì các anh chị cũng có hai cách để phân loại luôn. Đó là cách đầu tiên là các anh chị phân thành hai thế hệ. Thế hệ 1 là các cái quinolon đường tiểu. Thế hệ thứ hai là các cái fluoroquinolon, tức là người ta gắn cái nhánh và lo vào để mở rộng cái phổ kháng khuẩn ra hoặc là tăng hoạt tính lại. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa, các anh chị cứ phân ra làm 4 thế hệ luôn. Đó, và dựa vào cái phổ của nó để phân ra. Và nhóm cuối cùng đó là các cái kháng sinh khác. Nhưng mà trong các cái kháng sinh khác này, các anh chị lại có nhiều cái nhóm khác nữa. Đó là nhóm sulfonamide, nhóm oxazolidinone, nhóm non-nitroimidazole. Đấy, là mình phân loại theo cấu trúc hóa học. Tức là những cái kháng sinh trong cùng một nhóm thì sẽ có cùng cấu trúc hóa học.
Mà thường các anh chị thấy là cách phân loại này rất là phổ biến, và trong cùng một nhóm như vậy thì nó cũng có cùng phổ tác dụng. Gần như là đúng hết chứ không phải là đúng hoàn toàn. Được không các anh chị? Giống như cái nhóm peptide này nè, có cùng cấu trúc thôi, nhưng mà cơ chế tác dụng của lipopeptide, polypeptide, lipopeptide là khác nhau, cho nên cái phổ tác dụng sẽ khác nhau. Đây là cái trường hợp ngoại lệ. Cách phân loại thứ hai cũng là một cái cách rất là phổ biến và được ứng dụng trên lâm sàng. Và trên lâm sàng hiện nay thì người ta sẽ phân loại dựa vào dược lực hoặc là dược động. Thì cái chữ dược động hoặc là dược lực này thì các anh chị thường thấy người ta sẽ viết tắt là phân loại dựa theo BK, BD của kháng sinh. Hả? BK là dược động học, hoặc viết tắt của chữ là pharmacokinetic. Còn BD là viết tắt của chữ dược lực học, tức là pharmacodynamic. Đấy. Thì nếu như mà phân loại dựa vào dược động và dược lực thì các anh chị sẽ có những cái nhóm kháng sinh, đó là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian hoặc là kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ. Kháng sinh phụ thuộc vào thời gian thì giống như cái tên của nó thôi, tức là cái tác dụng hoặc là hoạt tính hoặc là hiệu lực diệt khuẩn của kháng sinh sẽ phụ thuộc vào thời gian. Vậy thì hiệu lực của nó sẽ tăng theo thời gian tiếp xúc với kháng sinh. Còn nếu như các anh chị mà tăng nồng độ kháng sinh lên gấp nhiều lần đi nữa thì cũng không có làm tăng một cách đáng kể cái tốc độ diệt khuẩn hoặc là cái hiệu lực diệt khuẩn. Được không? Trong cái nhóm kháng sinh phụ thuộc vào thời gian này, các anh chị có cái nhóm là beta-lactam, nhóm lycopeptide, nhóm mycolic, nhóm lindamycin. Nhóm thứ hai là kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì giống như tên thôi. Hiệu lực hoặc là tốc độ diệt khuẩn hoặc là hoạt tính của nó sẽ phụ thuộc vào nồng độ. Vậy thì nếu như các anh chị muốn tăng tác dụng hoặc là tăng tốc độ diệt khuẩn thì các anh chị sẽ tăng nồng độ lên. Đúng không? Khi mà các anh chị tăng cái nồng độ kháng sinh từ 4 đến 6 lần NSAID thì tốc độ diệt khuẩn của kháng sinh sẽ tăng lên một cách rõ rệt và nó không có phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc nữa. Vậy thì các anh chị phân loại cái này để làm gì? Là nếu như mà các anh chị biết kháng sinh nào phụ thuộc vào thời gian hoặc là kháng sinh nào phụ thuộc vào nồng độ thì mình sẽ biết cách sử dụng sao cho phù hợp. Giả sử như kháng sinh phụ thuộc vào thời gian thì để mà làm tăng cái hiệu lực diệt khuẩn thì các anh chị sẽ tăng số lần dùng thuốc để tăng thời gian tiếp xúc với kháng sinh. Hoặc là mình có thể chuyển qua sử dụng ở dạng là tiêm truyền luôn, để tăng thời gian tiếp xúc với kháng sinh thì sẽ tăng được hiệu lực diệt khuẩn. Mà mình sẽ không có tăng nồng độ, bởi vì tăng nồng độ nó chỉ tăng độc tính thôi chứ không có tăng về tác dụng. Cũng tương tự như dưới, nếu như mà các anh chị biết những cái kháng sinh nào là kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ thì các anh chị muốn tăng về cái hiệu quả thì mình tăng nồng độ chứ không tăng số lần dùng. Đấy. Mình có thể sử dụng một lần một ngày thôi. Đấy. Với nồng độ cao, không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Lặp lại thì nó chỉ làm tăng độc tính chứ không có tăng về tác dụng. Rồi, một cái khái niệm tiếp theo đó là cái hiệu lực hậu kháng sinh. Thì đối với những cái kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ thì thường là sẽ có cái hiệu lực hậu kháng sinh. Vậy thì hiệu lực hậu kháng sinh là gì? Là khi mà các anh chị cho vi khuẩn tiếp xúc với một cái kháng sinh trong một thời gian ngắn, sau đó các anh chị loại cái kháng sinh đó ra khỏi môi trường. Vậy thì chỗ này các anh chị có thể là loại hoàn toàn hoặc là không, tức là nồng độ của cái kháng sinh đó có thể nằm dưới cái mức MIC hoặc là loại khỏi môi trường một cách hoàn toàn luôn. Đấy. Nhưng mà kháng sinh đó vẫn có tác dụng là kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn hoặc là sự phát triển trở lại của vi khuẩn sẽ bị chậm trễ trong một khoảng thời gian nhất định. Thì người ta gọi là kháng sinh đó sẽ có hiệu lực hậu kháng sinh và được định nghĩa hiệu lực hậu kháng sinh hay người ta còn gọi là tác dụng sau kháng sinh và được ký hiệu là chữ BAE. Được không các anh chị? Thì được định nghĩa là cái tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn khi nồng độ huyết tương của kháng sinh thấp hơn MIC, thậm chí không còn
trong môi trường thì gọi là hiệu lực hậu kháng sinh hoặc là tác dụng sau kháng sinh. Vậy thì chỗ này các anh chị lại lưu ý, đó là có những cái kháng sinh có hiệu lực hậu kháng sinh kéo dài, hoặc là có những cái kháng sinh mà hiệu lực hậu kháng sinh rất là ngắn hoặc là không có luôn, được không? Ví dụ như là những cái nhóm có ba e dài như là aminoglycosid, rifamycin, fluoroquinolone, glycopeptide, tetra, azithromycin, nhóm macrolide, fluconazole. Thì những cái kháng sinh mà có hiệu lực hậu kháng sinh kéo dài á, thì bởi vì là nồng độ của nó thấp hơn so với MEC hoặc là thậm chí không còn trong môi trường nhưng mà vẫn kiềm chế được sự phát triển của vi khuẩn. Vậy thì các anh chị chỉ dùng một lần một ngày thôi, không cần phải dùng nhiều lần, được không? Thứ hai nữa, nếu như mà những cái kháng sinh mà không có hoặc là BE ngắn thì mình phải dùng nhiều lần một ngày, là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa các anh chị phải nhớ, đó là trong cái nhóm macrolide, macrolide là một cái nhóm kháng sinh mà không có BE hoặc là BE ngắn nhưng mà trừ azithromycin, hiểu chưa? Vậy thì chỗ này các anh chị nhớ là rất là dễ bị dài, đó là nếu như mà cho theo nhóm thì macrolide không có BE nhưng mà cho theo hoạt chất, tức là từng kháng sinh cụ thể, thì phải trừ cái azithromycin ra, bởi vì azithromycin có cái BE kéo dài. Ngoài ra thì các anh chị thấy là cái T1/2 của azithromycin rất là dài, 72 giờ. Phân loại theo tác dụng điều trị thì các anh chị có thể phân ra làm ba nhóm, đó là kháng sinh kháng khuẩn, kháng sinh trị nấm và kháng sinh kháng thực, nghĩa là ba cái nhóm. Thường thì trong cái kháng sinh kháng khuẩn này là cái nhóm lớn nhất nè, kháng sinh trị nấm hoặc là kháng sinh kháng ung thư thì trị nấm cũng nhiều, kháng ung thư thì ít hơn xíu. Ở bên này thì giới thiệu cho các anh chị một số cái biệt dược hay là một số cái chế phẩm và các cái kháng sinh kháng ung thư thì các anh chị thấy có thể là fluoxetine hoặc là tetinomycin, doxorubicin, còn nhiều loại nữa chứ không phải chỉ có bao nhiêu đây thôi. Phân loại theo tác động thì các anh chị sẽ có hai nhóm là kiềm khuẩn hoặc là diệt khuẩn. Rồi, vậy thì các anh chị lưu ý là những cái kháng sinh diệt khuẩn là những cái kháng sinh mà có thể tiêu diệt được vi khuẩn luôn. Đấy. Kiềm khuẩn là những cái kháng sinh chỉ kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn, phần còn lại phải do hệ miễn dịch của cơ thể mình, tức là hệ miễn dịch của cơ thể phải tiến hành tiêu diệt các tế bào vi khuẩn. Đấy. Rồi, kiềm khuẩn và diệt khuẩn chỉ mang tính chất tương đối thôi. Tức là nếu như mà một kháng sinh kiềm khuẩn mà phụ thuộc vào nồng độ, các anh chị có thể tăng nồng độ lên thì nó chuyển thành một cái kháng sinh diệt khuẩn, có tác dụng là tiêu diệt được vi khuẩn luôn. Hoặc là một kháng sinh có thể là kiềm khuẩn với vi khuẩn này nhưng mà có thể diệt khuẩn với vi khuẩn khác, tức là kiềm khuẩn hay diệt khuẩn mà chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Và để phân biệt được là kiềm khuẩn hay diệt khuẩn thì các anh chị sẽ dựa vào cơ chế để mình hệ thống lại những kháng sinh nào kiềm khuẩn, diệt khuẩn thì các anh chị rất là dễ học luôn. Ở đây mình giới thiệu sơ trước là về diệt khuẩn là có beta-lactam, aminoglycosid, cotrimoxazole và vancomycin. Thì đây là những cái kháng sinh, ví dụ như beta-lactam là kháng sinh ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Aminoxid là kháng sinh thuộc cái nhóm là ức chế tổng hợp protein, nhưng mà aminoxid có thêm một cái cơ chế phụ nữa. Và hai cái cơ chế đó thì aminoglycosid mới là một kháng sinh diệt khuẩn. Cotrimoxazole là một cái sản phẩm mà nó phối hợp giữa hai loại sulfamethoxazole và trimethoprim. Đúng chưa? Từng cái thuốc thì là kiềm khuẩn, được không các anh chị? Là phối hợp giữa một cái sulfonamide và một cái trimethoprim đó. Từng thuốc thì là kiềm khuẩn nhưng mà sự phối hợp giữa hai cái thuốc này thì làm tăng tác dụng của thuốc,
và có tác dụng là diệt khuẩn. Thì cái sự phối hợp này á các anh chị, khi mà các anh chị học lại về cái phần đại cương dược động và dược lực á, thì các anh chị sẽ thấy là trong cái tương tác hoặc là tương tác về dược lực học nó sẽ có nhiều cái tương tác, ví dụ như là cho cái tác dụng 1 cộng 1 bằng 2, tức là tác dụng bằng cái tổng tác dụng của từng cái thuốc, hoặc là 1 cộng 1 cho tác dụng lớn hơn 2. Đấy. Thì ở đây sự phối hợp giữa sulfonamide và trimethoprim cho cái tác dụng hiệp lực, người ta có thể gọi là hiệp lực bội tăng, tức là 1 cộng 1 cho tác dụng sẽ lớn hơn 2. Nhóm tiếp theo là vancomycin. Vancomycin là một kháng sinh thuộc nhóm lycomycin, tác dụng theo cơ chế là ức chế tổng hợp thành luôn. Kiềm khuẩn thì mình có erythromycin là nhóm bavulanic, tetracycline, chlorampheniconazole, nhóm sulfonamide, nhóm trimethoprim là những kháng sinh kiềm khuẩn. Tiếp theo là các anh chị nếu như mà muốn học được về cái cơ chế tác động của các cái kháng sinh, để mà mình phân nhóm ra các anh chị, và mình sẽ phân loại được là kháng sinh nào kiềm khuẩn, kháng sinh nào là diệt khuẩn luôn. Vậy thì các anh chị phải nhắc lại sơ sơ về các cái chủng vi khuẩn đã. Đúng chưa? Thì mình sẽ có cái cách cơ bản thôi, thật ra rất là nhiều cái nhóm vi khuẩn ấy, nhưng mà người ta sẽ phân loại ra thành bốn cái nhóm chủ yếu thôi. Dựa vào RAM thì mình sẽ có RAM âm, RAM dương, hoặc là hiếu khí hay là kỵ khí. Vậy thì mình sẽ có bốn cái nhóm này là chủ yếu. Vậy thì cái này sẽ giúp cho các anh chị học dễ hơn về cái phổ. Giả sử như là cái chủng đó tác dụng chủ yếu trên cái chủng là vi khuẩn RAM âm, thì mình sẽ căn vô trong này sẽ có những cái chủng RAM âm nào đó. Nếu là RAM âm hiếu khí thì căn vô cái bảng phía bên này. Đấy. RAM âm hiếu khí thì có một vài cái chủng này thôi. Phía bên trái của các anh chị đó là trực khuẩn, bên phải là cầu khuẩn. Đấy. Vậy thì có thể là trực khuẩn RAM âm hiếu khí, hoặc là trực khuẩn RAM âm kỵ khí, hoặc là RAM dương hết, trực khuẩn RAM dương hiếu khí, ở cầu khuẩn RAM dương hiếu khí gì đó. Thì các anh chị can như trong này chỉ có một vài cái loại này là phổ biến thôi, cũng không có gì đặc biệt nữa. Vậy thì ở chỗ này chỉ hỏi các anh chị một phần thôi, đó là giữa RAM âm và RAM dương thì khác nhau như thế nào? RAM âm và RAM dương có gì khác nhau các anh chị? Rồi, không nào. Dạ thưa cô, là khác nhau cái lớp vỏ của vi khuẩn, là RAM âm thì nó có cái lớp vỏ dày hơn, là cái lớp vỏ peptidoglycan nó cơ nên là nó khó tiêu diệt hơn là RAM dương. Khoan, chính xác ha, chính xác thì nó không phải là vỏ mà là lớp bắp hoặc là thành, vỏ là cái lớp phía ngoài nữa. Rồi, hồi nãy chị Đào nói là ở RAM âm thì nhiều lớp peptidoglycan hơn cho nên là kháng sinh khó tác động hơn hả? Đúng không? Dạ, vách nó dày hơn không? Cái vách dày hơn hả? Dạ, em nhớ là dày. Ngọc Thắm, Thắm. Dạ. Dạ, dạ Thắm cô. Thắm. Dạ, thưa cô là cái vách của vi khuẩn RAM dương thì thường nó dày hơn là vi khuẩn RAM âm. Đúng rồi, của RAM dương dày hơn so với RAM âm. Sao vậy chị? Sao của RAM dương dày hơn của RAM âm vậy? Do cấu tạo của vi khuẩn. Dạ, do là cái vi khuẩn RAM dương là nó có cái lớp đó dày trong thành tế bào, nó giúp lại cái màu tím của tinh thể sau khi nhuộm RAM, nên nó được gọi là RAM RAM dương đó cô. Ôi, nó được cấu tạo như thế nào mà cái vách nó dày hơn so với lại là RAM âm?
nhiều dạ, lớp cũng hơn. bạn khác luôn. Rồi, mời bạn khác hả? Mỹ Duyên. Dạ thưa cô, là cái vi khuẩn gram âm thì nó có cái vắt tế bào của nó là được cấu tạo từ từ cái peptidoglycan, không phải, cái vi khuẩn gram dương thì cái thành được cấu tạo chủ yếu từ cái peptidoglycan, còn cái vi khuẩn gram âm thì nó có một cái thành tế bào gồm lớp mỏng peptidoglycan và một cái lớp ngoài là lipopolysaccharide các cô. Peptidoglycan ở vi khuẩn gram dương là khoảng bao nhiêu lớp chị? Ở vi khuẩn gram dương là em nhớ hình như là 4 lớp hay sao cô, em không nhớ rõ cái số lớp. Ở vi khuẩn gram dương thì nó nhiều lớp peptidoglycan hơn so với gram âm. Dạ. Nhưng mà ở gram âm thì có thêm một cái vỏ ngoài. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì kháng sinh tác động vào gram âm dễ hơn hay là gram dương dễ hơn chị? Cô là kháng sinh tác động vào gram âm nó sẽ dễ hơn đó cô. Gram âm dễ hơn tại vì nó mỏng hơn. Em khoan cô, đợi em chút xíu để đấy. Hồi đấy chắc nhờ mấy bạn hỗ trợ cái phần cái câu đó đi cô. Em trả lời, em hỗ trợ bạn được không cô? Rồi, mời anh. Dạ cô, là em trả lời cái thành mà vi khuẩn của gram dương á, so với cái thành vi khuẩn gram dương thì cái thành vi khuẩn gram âm á nó mỏng hơn và nó ít cái phép tì lâu chán hơn. Ừ đúng. Rồi tức là nếu vi khuẩn gram âm thì nó có một, thì so với 40 lớp của cái vi khuẩn gram dương. Rồi xong. Nhưng mà nó phức tạp hơn cơ, tại vì thành cái bài của vi khuẩn gram âm á nó có cực cao nên cái kháng sinh nó tích điện dương như cái estomycin á nó qua màng dễ dàng hơn, mà cái lớp vỏ ngoài á của vi khuẩn gram âm á có lớp polysaccharide ở ngoài cùng, đó là cái hàng rào ngăn cái sự thấm qua của nhiều thuốc kháng sinh á, cho nên các thuốc kháng sinh mà nó ưa nước nó có thể đi qua cái các cái protein là cái kênh lọc nước siêu mạng cơ, vì khó đi qua cái lớp vỏ ngoài nên khiến nhiều cái kháng sinh này nó ít tác động hơn lên cái vi khuẩn gram âm hơn so với gram dương. Là cái tính kháng thuốc của nó là gì cơ? Rồi, đọc thì đọc đúng rồi ha, anh đọc sách đúng không? Dạ dạ. Nghe là biết. Rồi, tất nhiên thì đúng rồi, nhưng mà nói lại cho dễ hiểu nè. Đó là các anh chị mà phân biệt giữa răng âm và răng dương á, nên là thành tế bào. Được chưa? Thì bên răng âm hay răng dương gì thì cũng được cấu tạo bởi thành thôi, đúng chưa? Thành tế bào hoặc là vết tế bào thì cũng là một thôi, đúng chưa? Nhưng mà thành tế bào vi khuẩn răng dương á thì có nhiều cái lớp peptidoglycan hơn so với răng âm. Ở răng âm chỉ có một lớp peptidoglycan thôi. Nhưng mà ở gram dương á, là từ 2 đến 40 lớp chứ không phải là chắc định là 40 lớp. Từ 2 đến 40 lớp peptidoglycan. Đúng không? Thì cái thằng nó dày. Nhưng mà ở vi khuẩn gram âm á, ngoài cái một cái lớp peptidoglycan đó thì phía bên ngoài còn có một cái vỏ ngoài được cấu tạo bởi polyliposcarid. Thì cái lớp này á, nó sẽ bao bên ngoài con vi khuẩn làm cho các cái kháng sinh khó rất là thấm vào bên trong. Mà muốn mà kháng sinh tác động được là phải thấm được vào bên trong con vi khuẩn, tìm đúng được cái vị trí để gắn kết. Và cái vị trí gắn kết đó người ta gọi là receptor. Receptor hay còn gọi là thụ thể đó các anh chị. Receptor là đọc theo tiếng Anh, còn thụ thể là đọc theo tiếng Việt. Thì nó phải tìm được cái vị trí gắn kết bên trong và làm xáo trộn về cấu trúc di truyền hoặc là sinh tổng hợp gì đó của con vi khuẩn. Đấy.
Vậy thì cái lớp vỏ ngoài bao ở bên ngoài rồi thì kháng sinh không thấm vào được, không thấm vào được thì sẽ không có tác dụng, được không? Cho nên là mặc dù là cái lớp beta-glucan nó mỏng, đúng chưa, nhưng mà có thêm một cái vỏ ngoài nữa, cho nên kháng sinh rất là khó để thấm vào bên trong và khó tác dụng trên cái chủng vi khuẩn rằm hơn so với là các chủng vi khuẩn rằm dương, được không? Còn cái câu phía trên á, cái mà anh giải thích là có cực hay không có cực á, thì nó còn có thể giải thích cho cái đề kháng tự nhiên nữa, khó thấm qua. Nhưng mà ở vi khuẩn rằm ông á, thì các cái kháng sinh tác động bằng cách là nó sẽ thấm vào bên trong qua các cái pori, là các cái lỗ, được không? Thì vẫn có thể tác dụng được. Đây là về cấu tạo cơ bản của một con vi khuẩn. Thì các anh chị phải nắm được là một con vi khuẩn cấu tạo cơ bản gồm những cái thành phần nào. Đấy, thì kháng sinh của mình sẽ tác động vào từng cái thành phần đó và tại các cái vị trí nhất định. Rồi các anh chị xem lại sơ sơ xem là vi khuẩn sẽ được cấu tạo bởi các cái thành phần cơ bản nào, sinh trưởng, phát triển như thế nào. Tức là quá trình sao chép, phiên mã, dịch mã. Đấy, thì kháng sinh sẽ tác động vào từng cái giai đoạn cụ thể và từng vị trí cụ thể. Đấy, các anh chị phải nắm được về vi sinh, ký sinh thì mình học kháng sinh nó mới dễ. Rồi, có cần ra chơi không mọi người?